Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bí ẩn nhân vật Nguyễn Phú Trường, ai là con trai của ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói nền chính trị của Việt Nam nó không những là một nhà nước độc tài toàn trị mà nó còn là một loại nhà nước thần hữu. Nghĩa là bên trong của nó xảy ra rất nhiều việc chuyển giao quyền lực theo kiểu cha truyền con nối. Vì vậy mà xã hội còn dùng từ tuy rất nặng nhưng rất chính xác để ám chỉ chế độ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang áp dụng tại Việt Nam, đó là chế độ phong kiến trá hình. Hồng hơn chuyên là chính sách xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua. Việc cơ cấu nhân sự cho thế hệ tương lai, người ta dựa vào lý lịch của cá nhân đó. Vì vậy mà nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước áp dụng chế độ lý lịch rất khắt khe. Không có lý lịch Hồng thì dù giỏi cỡ nào cũng không bao giờ được cơ cấu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị, một thái tử đảng nổi tiếng tại Việt Nam. Hiện nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không còn giấu giếm gì về chế độ cha truyền con nối, rắc rối và đặc biệt mang tính chất phong kiến của họ nữa. Ông Nguyễn Tấn Dũng thế xây dựng tương lai cho ông Nguyễn Thành Nghị và ông Nguyễn Minh Chiết, ông Trần Đức Lương là con trai là Trần Đức Tuấn Anh, ông Nguyễn Cơ Thạch thì con trai là Phạm Bình Minh, ông Nguyễn Văn Chi có cậu con là Nguyễn Xuân Anh, Lê Thành Hải thì xây dựng tương lai cho Lê Trương Hải Hiếu, vân vân. Rất nhiều người đều tranh thủ cất nhắc con cái của mình để xây dựng tương lai chính trị cho dòng họ. Trong chế độ này, giỏi không thể tiến xa được mà phải trước tiên có lý lịch Hồng. Vì vậy nên dân gian mới có câu nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ và cuối cùng là trí tuệ. Để thứ tự ưu tiên trong vấn đề tiến thân trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện nay ai cũng công khai sắp xếp chiếc ghế cho con của mình. Ông Nguyễn Phú Trọng là một người kín tiếng trong vấn đề gia đình và dường như những thông tin lọt ra rất hiếm. Cho đến hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không tự giới thiệu hay thừa nhận công khai bất kỳ một thành viên gia đình nào của ông cả. Ngay cả vợ của ông với tư cách là đệ nhất phu nhân trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì báo cũng chỉ đưa lên tên bà thôi và người ta không biết gì về tiểu sử, lý lịch hay quá trình công tác của phu nhân ông Nguyễn Phú Trọng. Trong các nghi lễ nhà nước, tất nhiên vợ của Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận Mân tháp tùng ông trong các chuyến thăm ở nước ngoài và đón tiếp các nguyên thủ các nước đến thăm Việt Nam. Bà Ngô Thị Mân là một đệ nhất phu nhân, tất nhiên đề tài về một đệ nhất phu nhân là những thứ mà báo chí rất muốn khai thác. Tuy nhiên, cho đến nay, những bài báo về bà Mân hầu như không có và thông tin của bà thì vô cùng ít ỏi. Như vậy thì rõ ràng đang có sự chỉ đạo từ ông Nguyễn Phú Trọng thì báo chí mới in ấn khác thường đến như vậy. Thậm chí ông Nguyễn Phú Trọng kín tới mức mạng xã hội cũng không có thông tin nào về phu nhân của ông cả. Theo thông tin về gia đình ông Nguyễn Phú Trọng trên trang Từ Điển Bách Khoa trên mạng có viết như sau. Gia đình ông Nguyễn Phú Trọng là gia đình thuần nông. Thân phụ của ông Nguyễn Phú Trọng tên là Nguyễn Phú Nội. Nguyễn Phú Trọng là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Ngoài nghề làm nông, gia đình ông Nguyễn Phú Trọng còn làm thêm nghề bỏng mặt. Chỉ một mẩu tin như vậy, không có thông tin nào nữa để tra cứu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và phu nhân. Trên mạng xã hội có một số trang mạng không chính thức đăng một mẩu tin vô cùng ít ỏi với bà Mân, phu nhân của ông Trọng với tựa đề chân dung bà vợ kín tiếng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tần tảo, giản dị đi chiếc xe máy cúp 82 nấu cơm cho chồng. Và trong đó có đoạn thông tin ngắn gọn như thế này. Bà Ngô Thị Mân là vợ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ít ai biết rằng bác gái vẫn hay dùng chiếc xe cúp đầy cũ để đi chợ nấu cơm hàng ngày cho ông Chủ tịch nước. Và ít ai biết được rằng có một bếp củi như thế vẫn cháy giữa lòng thủ đô Hà Nội. Thực hư những chi tiết như thế có thật hay không thì không biết được. Chỉ biết là có một mẩu tin vô thưởng vô phạt, ngoài ca tụng tính giản dị của bà ra, không có thông tin gì thêm. Một bài báo hiếm hoi của Ban Tuyên giáo nói về Nguyễn Phú Trường. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, trên tờ Tuyên giáo có đăng bài báo có tựa đề đồng chí Nguyễn Phú Trường được bổ nhiệm là Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền. Trong đó, nội dung bài viết được chia sẻ như sau. Chiều ngày 31 tháng 1 năm 2020, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phú Trường,
Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền. Theo quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trường, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, được tiếp nhận về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền từ ngày 22 tháng 1 năm 2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng hy vọng đồng chí Nguyễn Phú Trường phát huy bản lĩnh, truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệt tình, trách nhiệm, có phương pháp hiệu quả, cùng với các đồng chí trong vụ tuyên truyền nói riêng và các vụ đơn vị trong Ban Tuyên giáo nói chung, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bài báo viết tiếp, bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Phú Trường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng các vụ, đơn vị chức năng của hai bên đã quan tâm, tin tưởng tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với đồng chí trong quá trình chuyển giao, tiếp nhận, bổ nhiệm, hứa sẽ nỗ lực học giỏi, cố gắng rèn luyện sớm để tiếp cận với công việc mới, phối hợp chặt chẽ với các vụ đơn vị của ban. Đây là hình ảnh bài báo nói về ông Nguyễn Phú Trường. Vâng, đấy là bài báo mà cộng đồng mạng thấy cho rằng đấy chính là con trai ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Trọng chẳng nhắc gì về con cái của ông cả. Ai cũng biết ông vô cùng kín tiếng, thì dù cho ông Nguyễn Phú Trường là con ông cũng chẳng nói một lời nào, cũng chẳng thừa nhận công khai, đó là tính cách của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy là tin đồn, nhưng nhiều người đánh giá đây là nguồn tin khả tín. Chỉ có điều người ta không thể khẳng định chính xác 100% đây là con ông Trọng mà thôi. Và cho đến lúc này, nhiều câu hỏi cũng được đặt ra là sự thật là ông Nguyễn Phú Trọng có con hay không? Nói về con cái ông Nguyễn Phú Trọng, trên trang Từ điển Bách Khoa Toàn thư trên mạng có đoạn: cuối năm 2009, con trai ông Nguyễn Phú Trọng cưới vợ. Khi ấy, ông là chủ tịch quốc hội. Ông không gửi thiệp mời rộng rãi cho các cán bộ cấp dưới, mà chỉ gửi đi một ít người và cũng chỉ gửi sau khi đám cưới đã kết thúc. Ông Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu quốc hội, gọi điện hỏi thư ký của ông thì được trả lời. Đó là thiệp báo hỷ. Anh Trọng nhờ tôi sau lễ cưới mới gửi thiệp báo hỷ và cũng chỉ gửi cho một số anh em. Ông Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, qua cách xử sự này của một lãnh đạo cấp cao, nhiều cán bộ cấp dưới nên xem xét lại bản thân mình, không nên lấy việc của gia đình để trục lợi. Như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng có con thật sự, có điều là ông kín tiếng, không muốn cho ai biết mà thôi. Theo phần giới thiệu của tờ Tuyên giáo thì Nguyễn Phú Trường sinh năm 1978, quê quán ở hạ xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Trình độ tiến sĩ nhân học, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước khi được tiếp nhận bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương, từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 1 năm 2020, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Trước đó, từ tháng 3 năm 2009 cho đến tháng 10 năm 2017, ông đã từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình, Phó trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương đoàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương đoàn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trường, người cầm bó hoa, khuôn mặt có nhiều nét giống ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu năm 2009 là đám cưới của ông Nguyễn Phú Trường, thì lúc đó Trường 31 tuổi, lập gia đình tương đối không sớm cũng không muộn. Tuy nhiên có một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc là nếu Trường là con ông Trọng thật, tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại để có con trai của mình thua thiệt đối với những hạt giống đỏ khác? Với thân thế của Nguyễn Phú Trường, có thể nói cậu ta hoàn toàn có thể vào Bộ Chính trị, chứ không phải là đảm nhiệm chức vụ vụ trưởng nhỏ nhoi trong Ban Tuyên giáo của ông Võ Văn Thưởng. Và cũng có lời giải thích cho rằng vì ông Nguyễn Phú Trọng vốn kín tiếng, ông không muốn xã hội xôn xao về chuyện cậu con trai lợi dụng quyền thế của bố để tiến thân làm cho bản thân ông không trong sạch. Thực sự ông Nguyễn Phú Trọng có trong sạch thật hay không thì không ai biết, nhưng biết chắc một điều rằng ông Trọng rất khéo léo và cũng hết sức kín tiếng về chuyện gia đình của ông. Có thể là nước cờ cao tay của Nguyễn Phú Trọng không ồn ào nhưng hiệu quả. Ông Nguyễn Phú Trọng là người thâm trầm, ông ít nói làm nhiều, và những gì ông làm, ông tính thì ít có đối thủ nào có thể đỡ được. Đó là điểm vượt trội của Nguyễn Phú Trọng đối với đối thủ của ông trước đây là Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng ồn ào mà chuyện con cái, nhưng rồi ông Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Minh Chiết tiến thân khá chảy chặt. Ông Nông Đức Mạnh cũng vậy, cũng ồn ào chuyện con cái, nhưng Nông Quốc Tuấn cũng chẳng đi đến đâu cả. Võ Văn Thưởng, một người đang là trợ thủ đắc lực của Nguyễn Phú Trọng, được giới thiệu quan sát cho là
Ông này là một thái tử đảng nhưng được giấu kín tung tích. Có một điều dễ nhận thấy là thái tử đảng được giấu kín tung tích lại tiến thân nhanh hơn thái tử công khai tung tích lý lịch. Ắt ông Nguyễn Phú Trọng cũng nhìn ra quy luật đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là một con người luôn tính toán. Võ Văn Thưởng được cho là người được cố thủ tướng Đảng Cộng sản Việt Nam gửi gắm trước khi ông qua đời, và cứ thế ông Thưởng tiến thân như tên lửa bắn. Và thêm trường hợp nữa đó là Vũ Đức Đam, là người đã được cho được ông Võ Văn Kiệt gửi gắm vào Trung ương Đảng và sau đó được ông bổ về địa phương cọ sát, để cuối cùng lại được Nguyễn Tấn Dũng kéo về chính phủ làm bộ chiểm trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ và sau đó làm phó thủ tướng. Với ông Nguyễn Phú Trọng và đặc biệt là với con là Nguyễn Phú Trường, ông Trọng không cần ồn ào. Giờ đây ông cứ gửi gắm sau khi ông hết quyền lực thì Trường sẽ tiến thân ào ào. Lúc đó Nguyễn Phú Trường lại được con người tự đi lôi lên bằng bàn chân của mình và ông cũng được tiếng thơm là liêm khiết. Làm được như vậy, việc lo tương lai cho con cái ông Trọng vẫn hơn ông Dũng một cái đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 3 năm 2021 với bản tin Bí ẩn nhân vật Nguyễn Phú Trường, ai là con trai của Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.